ý nói ông Phúc nãy là con, bây giờ xuống tới cháu rồi. Sau khi chú phân tích thì thằng cháu Phúc Bonsa hiểu chú Tý mày nói chưa con? Hả, mày nói là Việt Nam nước nhỏ xíu không có việc gì học hả, không có việc gì để học hả, thế giới học hết đó. Đây tao bổ sung cho nè, tao chỉ cần đánh vô một cái câu là người Mỹ học gì ở người Việt Nam là nó hiện lên kết quả này đầu tiên. Tí không nói không có ngoa đâu như quý vị. Tí đánh cái câu là, sorry quý vị, đây tí đánh cái câu là what American learn from Vietnam, không biết quý vị thấy chưa ta. Đây, quý vị thấy cái dòng chữ đó không quý vị? Em ghi là người Mỹ học gì từ Việt Nam, thì quý vị thấy là nó hiện lên rất là có rất nhiều bài học từ Việt Nam, nhưng mà ba bài học nổi bật nhất là tại sao người Mỹ lại thua chiến tranh Việt Nam. Thứ nhất là ignorance, là ngu. Thứ hai là arrogance, là kiêu căng. Và thứ ba là absence of viable local ally, có nghĩa là thiếu đi cái sự hỗ trợ của đồng minh ở địa phương. Mà trong khi đó cha, thằng cha của mày á Phúc, thằng cha của mày là thằng Ngụy á, là có vậy á, mà bây giờ thằng Mỹ nó rút ra ba bài học lớn nhất trong cuộc đời nó tại sao Mỹ thua chiến tranh Việt Nam. Mà cái Từ từ câu từ đã này nhé. là trong cái đại học Notre Dame của Hoa Kỳ. Dạ, sao ạ? Thì đó là cái thiếu đi cái sự đoàn kết á, cái sự mà gọi là đoàn kết một lòng á. Cái mạng bên Tý hình như đi trước chị phải không ta? Sao mà chị nói Tý không nghe ta? Dạ, em nghe rồi nè, em nghe rồi. Rồi, chị tiếp đi, chị mời chị tiếp tục. Chị gì quên rồi ta, chị An Nhiên đã rớt mạng hay sao á? Chị An Nhiên rớt mạng á. Chúng ta đợi một chút chị An Nhiên quay trở lại. Dạ. Dạ, chị An Nhiên trở lại. Dạ. Mời chị. Rồi Nhiên chào lại cả nhà nha. Bây giờ Tý có nghe chị nói rõ là chưa? Hồi nãy là như mạng của Tý với là mạng của chị nó bị cắt quãng. Bây giờ Tý nghe chưa? Dạ, ra nghe rồi ạ. Thì chị nói bổ sung thôi rồi Tý nói tiếp, có nghĩa là chị nói là năm xưa thì họ thiếu đi cái sự đoàn kết và cái sự hiểu ý nhau á, cho nên Việt Nam mình được có một cái là chúng ta hiểu được cái nỗi khổ của cái ách thống trị của họ, cái sự mà ngang tàn của ngoại bang. Chúng ta hiểu hiểu được là chúng ta cần phải làm gì, cho nên là quân dân đều có chung một cái lòng, đó là phải xua đuổi đi những cái kẻ mà đang á, hả phá hoại sự yên lành của người dân đó, của người dân của mình. Cho nên là quân dân đều đồng lòng chung tay và đứng lên để bảo vệ Tổ quốc. Đó, còn người Mỹ và những đứa con bất hiếu kia á, họ không có cái ăn ý với nhau. Chính vì cái sự tham lam của họ, cái sự bành trướng của họ đó, cho nên là họ thua Việt Nam ở rất là nhiều điểm, thua đạo đức con người, thua hạnh kiểm, thua đạo đức, thua cái lý trí, thua cái sự gọi là phải gọi là họ không có được cái tính con người giống như ở cái tính lương thiện của một con người giống như người Việt Nam mình. Cho nên cái mà họ thua người Việt Nam rất là nhiều.
đó, và cho đến tận bây giờ họ vẫn còn thu đất nước Việt Nam mình, thu con người Việt Nam mình, thu cách sống, thu cái sự nhân ái bác ái. Con người Việt Nam mình có đầy đủ những cái tố chất đó, cho nên lan tỏa cho cả thế giới thấy được người Việt Nam mình tuy là một đất nước nhỏ bé, tuy là một con người nhỏ bé đó, một con người nhỏ bé giống như con kiến vậy đó, nhưng mà con kiến luôn luôn thắng con voi. Quý vị nên nhớ, kiến nhỏ bé nhưng mà lúc nào cũng thuần phục được một con voi to đùng như vậy á. Cho nên là Hồng Phúc đừng có nói là một đất nước nhỏ bé như vậy thì có cái gì để mà học. Học rất là nhiều. Học để mà thấy được là vì sao mình thua trận, vì sao mà mình bại trận, mà vì sao á mình là một cường quốc của thế giới mà lại không để cho thế giới nể trọng mình, mà cả thế giới lại nể trọng một con kiến giống như vậy, một đất nước nhỏ bé giống như vậy. Tại vì á, con kiến lúc nào nó cũng có hạnh kiểm tốt, lúc nào nó cũng có đạo đức tốt, nó chăm chỉ làm ăn, nó chăm chỉ đi làm, nó kiến tha về tổ, xếp từng hàng đó để cùng đồng lòng mà ăn chung. Cái bài học của chúng ta ngày xưa lớp 1, lớp 2 về đàn kiến đó quý vị, rất là thấm và rất là có ý nghĩa. Nó cho nên là Mỹ học ở Việt Nam ở điều gì? Đó. Thì quý vị hãy coi lại cái sự thiếu sót của quý vị ở điểm nào mà dẫn đến cái tình trạng thua tan bày rã nghé, chạy tán loạn. Đó là do quý vị thiếu đi đạo đức con người, thiếu đi cái tính con người, thiếu rất là nhiều tố chất, mà những tố chất đó là lại có đầy đủ trên con người của người Việt Nam mình, của Việt Minh, của người Cộng sản, của nhân dân Việt Nam. Họ có đầy đủ những tố chất đó, cho nên á, họ mới giữ lại được những gì thuộc về họ. Ok, chị mời em tí. Dạ. Cho nên cái việc mà Việt Nam là nước nhỏ xíu chẳng có gì cho thế giới học hỏi là một cái câu nói một lần nữa chúng ta thấy là Phúc Bôn Sa cố tình dìm Việt Nam xuống, mặc dù dân số của Việt Nam là 100 triệu 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 dân. Thì tôi nói thẳng luôn ông Phúc là như thế này. Ông Phúc đích thị là lại một lần nữa nhấn mạnh là kẻ thù của dân tộc Việt Nam là ở chỗ là ông nói nước Việt Nam nhỏ xíu, ông đang xem thường những trí tuệ của Việt Nam. À, ông lại đánh giá Việt Nam qua cái con mắt của đồng tiền mà ông thấy là những kẻ mà đi làm đồng tiền toàn là những kẻ không được học tới nơi tới chốn mà chỉ làm theo những cái sự mách bảo của chủ, quăng cho cục xương quẩy cái đuôi tới cạp 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 gặm 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 là coi như là nước Mỹ số 1 thế giới, đúng không ông? Còn những cái gì mà người Việt Nam đang xây dựng thì đâu có bằng được cái kiểu mà quẩy đuôi như ông. Người Việt Nam chúng tôi không có làm được như ông. Người Việt Nam chúng tôi khó khăn lắm mới có được đất nước như hiện tại. Chúng tôi không có quẩy đuôi được như ông, bởi vì chúng tôi không thể nào mọc đuôi ra được như ông. Kính thưa ông Phúc. Nghe ông Phúc. Rõ ràng quý vị thấy trên màn hình người ta ghi rất là rõ là There are many less three stand out in explaining why the United States lost the war. Đại học Mỹ ghi là nước Mỹ thua chiến tranh mà. Đại học của Mỹ đó, Notre Dame University đó. Câu đầu tiên là ignorance đó ông Phúc, là sự ngu ngốc của người Mỹ. Arrogance là sự kiêu căng tự phụ của người Mỹ. Và cuối cùng là không có một đồng minh thân cận ở địa phương. Tức là họ coi cha ông của ông á, chả ra cái đinh rỉ gì cả. Nên họ mới kết luận một câu là absence of viable local ally đó ông. Ông thấy chưa ông Phúc? Có phải ông là vai cháu tôi chưa? Hôm nay tôi huấn dụ ông để cho ông hiểu, để mai sau này ông nói một câu nào đó cái đứa nhỏ nó nhỏ hơn tôi nữa nè, nó nhỏ hơn tôi nữa, nó kêu ông bằng chú hay bằng bác cho nó đỡ, chứ cỡ ông nó kêu bằng thằng với bằng mày là cái chuyện bình thường. Ông mà còn là người mà nói tiếng Việt á, ông nghe tôi nói tôi nhỏ tuổi hơn ông mà tôi nói là thằng Phúc với là mày đồ này nọ thì ông thấy sao? Tại vì ông chống lại cả dân tộc và tôi chống ông. Đó là cái chuyện mà hôm nay mới có cái livestream ngày hôm nay. Và còn rất là nhiều cái ý kiến nữa chứ không phải là không đâu.
cái những cái thì đó Bác Quang Vinh Nguyễn tay sai thân cận mà cũng không được xếp vào đồng minh thân cận, bởi vậy mới nói mà đại học Mỹ ghi đàng hoàng nha. Em có để cái link nè, University of Notre Dame nè, đại học của Notre Dame nè, và cái bài người ta ghi rất rõ là Vietnam War Lesson Unlearned, những bài học chưa được học hỏi. Đấy không? Ghi rất là rõ, ngay cả người Mỹ họ thua, họ đã nhục và họ đã học rất nhiều bài học từ Việt Nam, mà thằng này á nó không phải là tay sai nữa, bây giờ thằng này nó cũng không có gọi là bưng bô nữa quý vị, mà thằng này nó là cái thằng minh đấu. Dạ mời chị. Thì nói chung á, là những kẻ mà thua cuộc thì họ không bao giờ họ nhận là thua cuộc. Từ cái đời cha ông của Nguyễn Hồng Phúc cho đến đời của Nguyễn Hồng Phúc, và thậm chí cho đến cái thế hệ con cái của Nguyễn Hồng Phúc vẫn vậy thôi. Tại vì cha ông của họ luôn lúc nào cũng tự hào về những cái dĩ dãn xa xưa cả. Họ sống trong cái dĩ dạng, họ sống trong cái quá khứ của Hòn Hòn Ngọc Viễn Vông lâu lắm rồi. Họ không có thức dậy, họ không muốn thức dậy. Tại vì cái đó là những cái năm tháng viễn vông của họ mà quý vị, cho nên là họ không thức dậy, và họ họ lúc nào họ cũng dạy dỗ con cái của họ những cái điều mà gọi là thế giới không thể nào lường trước được. Đó là những cái mà không có thật. Họ sống ảo giác quen rồi đó, cho nên là họ lúc nào họ cũng nghĩ là Việt Nam mình giống như thuở mấy chục năm trăm năm về trước vậy đó. Con người ai cũng phải trưởng thành, con người ai cũng phải mạnh mẽ lớn lên để mà vượt qua được những cái nghịch cảnh chông gai chứ, đúng không? Người Việt Nam mình cũng vậy thôi, và chúng ta có được những cái điều đó. À, chúng ta có rất là nhiều tố chất để mà chúng ta có thể mà dõng dạc đứng ngang hàng với những con người to lớn, những con người mà gọi là họ cho chúng ta là sự thấp bé vậy đó, nhưng mà chúng ta vẫn có thể đứng ngang hàng được với họ đó. Cho nên là những người mà thua cuộc á, họ không bao giờ mà họ công nhận là họ không bao giờ là họ nói là họ thua cuộc cả, mà họ luôn đưa ra những cái lý do gọi là cho nó hợp tình hợp lệ để con cháu họ nghe, để họ có thể che giấu đi những cái dị dạng dơ giấy dễ giao gì giấu giếm đó đó quý vị đó. Cho nên là cho đến ngày hôm nay mà Nhiên tin là cái đời của con của Hồng Phúc cũng sẽ có những cái phát ngôn giống vậy thôi. Thì cái bộ não của họ chỉ dậm chân vào cái thời kỳ mà đồ đá thôi, chứ họ không có thể nào mà họ tiến hóa trở thành một con người được, trong khi Việt Nam của chúng ta đã tiến hóa lâu lắm rồi. Và cái mà họ thiếu đó, cũng giống như nãy giờ anh Nhiên nói, đó là thiếu đi cái gọi là cái đức tính của một con người. Họ thiếu đạo đức, họ thiếu hạnh kiểm, họ thiếu sót rất là nhiều đó. Cho nên là cái suy nghĩ của họ luôn luôn thấp hèn, luôn luôn mà gọi là lúc nào họ cũng ở cái bậc thang thứ nhất không à. Bây giờ người ta đã leo lên tới cái đỉnh chóp của cái tòa lâu đài rồi, mà họ vẫn còn ngồi dưới bậc thang thứ nhất, và họ nói là ok, biết chừng nào Việt Nam mới leo được lên đường tới đó, đúng không? Nên là cái trí họ không có được cái trí tuệ giống như con người Việt Nam, tại vì họ không phải là người Việt Nam, họ là những con người thiểu năng quý vị. Họ là những con người thiểu năng, cho nên là họ cứ nghĩ là Việt Nam bị mất. Việt Nam đâu có mất đâu, Việt Nam vẫn là Việt Nam, vẫn là những con người Việt Nam hiền hòa thân thiện và đang sống tại đất nước Việt Nam. Chứ không có một cái người ngoại bang nào mà đang ngự trị tại đất nước Việt Nam cả. Những người kia chỉ là những người mà gọi là tạm trú, tạm vắng nơi đất nước của Việt Nam mình thôi. Họ qua đất nước của mình, họ tị nạn, họ qua đất nước của mình để họ trốn tránh cái cuộc sống quá ư là đầy bóc lột của họ nơi đất nước của họ. Đó, những con người mà chúng ta thấy là những người mà ngoại quốc
đang sống tại đất nước Việt Nam. Tại sao đất nước của họ giàu có họ không sống mà họ lại chọn đất nước Việt Nam? Tại vì con người Việt Nam đầy đủ tố chất của một con người, chứ không có giống như những cái đất nước mà họ đã từng sống. Nếu như Phúc nói á, là người Mỹ vĩ đại, đất nước Mỹ vĩ đại, Việt Nam là một đất nước nhỏ bé có gì mà học hỏi, thì Phúc nên gọi điện về, Phúc nên gọi điện về Phúc hỏi dòng họ của Phúc á. Và Phúc phải hỏi chính bản thân của Phúc nữa. Ủa tại sao người thân của mình ở Việt Nam đó? Đó, hỏi thử là những người thân đó là tại sao đất nước nhỏ bé như vậy có cái gì học hỏi? Đúng chưa? Phúc đã từng lấy về Việt Nam rất là nhiều lần. Chủ yếu là để coi thử là Việt Nam có gì học hỏi. Ok, chị. Ủa, Hả? chị, sao mà một người sống từ cường quốc mà đi về một nước tiểu nhược như Việt Nam thì cứ đi đường hoàng mà sao bị lén lén là sao chị? Chị có nói không đúng cho Phúc không à? Chứ cháu em nó về nó đường hoàng lắm, nó là Việt kiều mà chị. Thằng Phúc đó Việt kiều, nó cháu em á. Dạ. Nếu như một con người mà dõng dạc về á, thì về tới nơi á, thì tuyên bố có những cái phát ngôn ngay tại đất nước Việt Nam đi, thì để mới mới À. nếu như mà Phúc nói những cái câu này tại đất nước Việt Nam thì Phúc sẽ thấy được là đất nước Việt Nam có gì để mà học hỏi, đúng chưa? Phúc À. đâu có thể nào học hỏi được những gì ở Việt Nam đâu. Những cái tinh hoa, những cái mà muốn học hỏi đất nước Việt Nam thì mình phải ở tại đất nước của họ mình mới học hỏi được, đúng không? Khi khi Phúc đặt chân tới đất nước Việt Nam á, Phúc đâu có dám đặt những câu hỏi này tại đất nước của họ đâu, đúng không? Tại sao riêng nó là gọi là đất nước của họ? Tại vì nước Việt Nam không có những đứa con giống như Phúc, cho nên là Phúc và đất nước Việt Nam là hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau. Nên khi Phúc đặt chân đến đất nước Việt Nam là đất nước của một người khác chứ không phải là đất nước quê hương của Phúc. Đúng không? Muốn học hỏi một cái gì đó, giống như bạn muốn học toán thì bạn phải đến trực diện đối đáp với lại cái thầy học toán, với ông thầy học toán thì bạn mới học được toán chứ. Bạn muốn học tiếng Anh, bạn phải nói chuyện với người nước ngoài, bạn mới học được tiếng Anh. Thì bây giờ bạn muốn học cái gì ở Việt Nam, muốn biết Việt Nam có cái gì học để mà học hỏi, thì phải đến ngay đất nước Việt Nam mới thấy được cái gì để mà đáng cho thế giới học hỏi. Thì người ngoại quốc cũng vậy, họ tò mò về đất nước Việt Nam, họ qua tới đất nước Việt Nam, họ sống và họ du lịch, họ mới thấy được, ồ, thì ra cái mà mình muốn học hỏi ở đất nước Việt Nam đó là cái sự nhân ái và cái sự thâm tình của người dân Việt Nam, cái sự bác ái, cái sự dung dị giản dị và những cái bình dị nhất, bình yên nhất có tại nơi đất nước này. Đó, bạn muốn học hỏi một cái gì, bạn muốn biết người ta có gì học hỏi, bạn phải tiếp cận với người ta, bạn phải tiếp xúc người ta thì bạn mới mới thấy được là người ta có cái gì để mình học hỏi, đúng chưa? Đó. Nhưng mà Phúc quá cần phải học cách làm người trước. Nhiên khuyên thôi, trước khi Nhiên muốn muốn nói cho Phúc biết là Việt Nam có gì học hỏi thì trước tiên là Phúc phải học cách làm người trước. Sau khi Phúc thật sự tiến hóa là một con người thì lúc đó Phúc mới hiểu được là đất nước Việt Nam có cái gì để học hỏi. Không, chứ hiện tại bây giờ thì trí tuệ của Phúc không thể nào hiểu được. Không thể nào hiểu được. Đúng không? Mỹ đế kia mà còn phải tìm tòi những cái đặc trưng của Việt Nam. Và hiện tại bây giờ mình biết là Anh Mỹ vẫn còn đang tìm tòi. Ủa, Việt Nam có gì mà sao nhiều nước ca tụng vậy? Nhiều nước đến để mà tìm vậy? Đâu có gì đâu, đâu có gì đâu mà tìm. Ngoài Có bia dân hơi như ra bên Mỹ có sao gì không để tìm? mà tìm? Tí, ngoài bia hơi và gì?
Ngoài bia hơi với lại đậu hũ mắm tôm ra có gì để mà Mắm tìm ở tôm, đây? À, thì đó, ngoài ngoài mấy cái đó ra cà thì pháo mắm còn tôm, cà cái gì? cà ghém, cà ghém mắm tôm. Ngoài ngoài nó hay chửi mình là tụi tụi gì cộng rau muống. Cho trời ơi, trời ơi, chửi chửi gì Có cộng rau rau muống muống mà ha, có rau muống chợ ở chợ Mỹ bên chín mắc Mỹ 10 đồng lận. rau muống không có ăn. Đúng rồi, đúng rồi chị, rau muống không có ăn. Trời đất ơi, kêu gì cộng rau muống ha con. Ở bên bển ra rau muống cũng có ăn mà chữ gì cộng cuối cùng sống còn thua gì cộng nữa. Trời ơi thúi. Rồi thôi chị nghĩ là chị À, em cho mình em bổ sung cái ý của chị tiếp, tiếp ở một cái đoạn để em dạy dạy phút tiếng. Dạ. rồi em dạy tiếp đi, chị cho em dạy tiếp đó. Dạ, dạ em dạy phút tiếng Anh. Dạ, dạ em dạy phút tiếng Anh. À, phút cháu cháu nghe chú tí dạy bảo tí nè. À, trong cái sách sử của Mỹ á, nó ghi rất là rõ nè. À, giờ chú đọc một vài cái ý cho cháu nghe. À, tại sao mà người Mỹ nó học được từ Việt Nam, nó kêu là ở cái mục số 4 á, nó ghi là fight smart, chiến đấu phải thông minh. Trong chiến tranh, during the war, có nghĩa là trong suốt chiến tranh, Hoa Kỳ có hơn 0,5 triệu quân, xe tăng thì tiên tiến nhất, mà thiết giáp chở quân cũng tiên tiến nhất, trực thăng vận tải tấn công, máy bay trực thăng phản lực trang bị tốt, lực lượng hải quân hoàn hảo, đông hơn đáng kể so với quân đội Bắc Việt và Việt Cộng. Nhưng quân đội Bắc Việt đã kiên nhẫn chọn những trận đánh mà họ muốn chiến đấu, và họ đợi quân Mỹ dàn trải mỏng trước khi bắt đầu các cuộc tấn công, và họ đã đào trong núi từ nhiều tháng và nhiều năm trước để củng cố phòng thủ và kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi quân Mỹ đến. Đó là trường hợp của hai trận đánh ở đồi 1388 và đồi 818, đồi thịt băm. Điều quan trọng là phải hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình để lên kế hoạch phù hợp để đạt được chiến thắng. Mà đánh trăm trận trăm thắng thì chỉ có bộ đội của chúng ta, còn quân đội Mỹ và quân đội Việt Nam Cộng Hòa thì đánh trận nào thua trận đó, còn trận nào mà lúc nào mà được cắm cờ là chẳng qua đội quân đội của chúng ta và đội quân ở miền Nam gọi là Việt Cộng á, rút quân thì mới có cái dịp cắm cờ cho nó oai, hiểu chưa? Nghe nghe chú nói chưa cháu? À, cháu tí cháu Phúc. Chú Tý vừa mới dịch cho con nghe một đoạn đó con. À, con nghe tiếp nè con. Con nghe chú Tý dịch tiếp một đoạn cho con nè. Muốn thành công phải cống hiến hết mình trong cái một năm trong sách sử của Mỹ. Cái điểm khác biệt chính giữa lực lượng Hoa Kỳ và Việt Nam là khát vọng chiến thắng và sẵn sàng hy sinh. Đối với quân đội Bắc Việt và Việt Cộng thì đó là quê hương của họ và họ sẵn sàng hy sinh từng mạng sống của mình để giành chiến thắng. Trong phần sau của cuộc chiến, hầu hết quân đội Hoa Kỳ không thấy mục đích nào của việc họ ở đó thay vì bảo vệ quyền lợi chính trị của ai đó, đúng không? Đúng chưa? Và có một cái lời cảnh báo từ cụ Hồ của chúng ta, lời cảnh báo cho thực dân Pháp năm 1946 ghi bằng tiếng Anh nè. Các ông có thể giết 10 người của tôi, cho mỗi một người tôi giết của ông. Nhưng ngay cả với tỷ lệ cược đó, các ông cũng sẽ thua và tôi sẽ thắng và chúng tôi sẽ thắng. Thì quý vị thấy là nội hai cái bài học đó thôi, quý vị, hai cái bài học nhỏ nhoi đó thôi. Và cái bài học mà địa đạo Củ Chi và cái bài học mà đường Trường Sơn, cái bài học mà làm sao mà đem vũ khí đi vào trong miền Nam, cái bài học mà xây sân bay tại vùng Quảng Bình, xây sân bay giả chiến vùng Quảng Bình và có hai máy bay mà đem từ ở ngoài Bắc vào miền vào tới Quảng Bình để mà trong cái sân bay đó tên là sân bay gì mà tí đã từng đi qua cái sân bay đó, là nó xây trên cái đường băng ở trên đường luôn người ta đi á, và hai cái máy bay đó được lắp ráp. Quý vị thấy đủ bao nhiêu bài học đó người Mỹ phải học cho tới ngày hôm nay, học cho đến lúc mà bạc đầu luôn vẫn chưa hiểu được đường mòn Hồ Chí Minh như thế nào mà nó kinh khủng như vậy. Tại sao ném bom như vậy mà vẫn xây được đường? Đúng không cháu Phúc? Cháu phải mở não ra, cháu ngồi, cháu khoanh tay lại, khép đít lại cụ tí đi nào. Dạ, mời chị An Nhiên. Đêm cũng đã khuya rồi, chắc là hai chị em chúng ta chắc là chia tay khán giả để một cái dịp khác nữa Đúng mình rồi, huấn luyện
mình huấn luyện cái ông Phúc này một lần nữa, và Đúng rồi, thì một lần nữa thì chương trình của chúng ta chỉ là chương trình gọi là dạy đạo đức cho các em nhỏ thôi. Nói chung là bữa nay tí với Nhiên chỉ dạy đạo đức cho các em nhỏ, mà các em nhỏ ở ngoài đất nước Việt Nam nha các anh chị, chứ không phải là chứ các em nhỏ ở trong đất nước Việt Nam thì mới sanh ra là đã có đạo đức rồi. Đó thì hôm nay Nhiên trở lại với lại kênh Chuyện Nước Mỹ của em tí, trải lòng vài thứ như vậy. Thì thứ nhất là Nhiên chia sẻ về cái cuộc sống của nước Mỹ trong những ngày giao mùa, và sau đó thì phản biện lại những cái lời nói sai trái của Nguyễn Hồng Phúc về những cái sự khốn nạn của Nguyễn Hồng Phúc muốn rửa mặt cho người Mỹ, muốn rửa mặt cho ngoại bang. Đó thì nói chung là với cái xã hội hiện tại bây giờ, với cuộc sống bây giờ thì giữa Mỹ và Việt Nam cũng đã bang giao rồi. Đó thì chúng ta cũng khép lại hết tất cả rồi, nhưng mà chính những kẻ này là những kẻ đã khơi dậy cho chúng ta cái sự nhớ nhung về những cái điều mà Mỹ đã từng làm cho nhân dân Việt Nam mình. Đó, cho nên là Nhiên và em tí cũng dành thời gian để mà đưa ra những cái câu phản biện để mà mình muốn cho người dân của mình hiểu rõ hơn về cái hàm ý của bọn chúng là muốn rửa mặt cho Mỹ và muốn nhân dân Việt Nam mình là phải cảm ơn cái sự tồn tại của Mỹ. Nhưng Việt Nam mình không có gì để mà cảm ơn Mỹ cả. Mỹ phải là người cảm ơn đất nước Việt Nam mình. Nhân dân Mỹ phải là người cảm ơn đất nước Việt Nam mình đã dạy cho họ quá nhiều bài học, trong đó bài học làm người là bài học gọi là thích đáng nhất để dành cho những con người mà những kẻ mà bành trướng đó. Những kẻ bành trướng cứ nghĩ là những cái con vật nhỏ xíu chỉ cần đạp nó một cái thôi là nó chết, nhưng mà nó không thể nào ngờ được những cái con vật nhỏ xíu đó nó lại có những cái bộ não rất là nhạy bén, nó dùng trí trí tuệ của nó để mà nó chiến thắng những kẻ hung tàn như vậy. Thì Việt Nam mình là như vậy đó. Việt Nam là một con những cái sinh linh nhỏ xíu như vậy thôi, một đất nước nhỏ xíu như vậy thôi, nhưng mà họ luôn dùng cái trí tuệ của một con người để mà thuần phục những cái con vật to, những con vật mà hung ác đó. Thì những cái bài học này chắc chắn là những kẻ không có não giống như Hồng Phúc sẽ không bao giờ mà có thể tiếp thu nổi đâu. Đó, cái này là nhìn chê cái học vấn của Hồng Phúc, chê mà chê ra mặt luôn á, chứ không phải là chê mà giấu giếm nữa, phải không? Thì Nhiên cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú đã những ngày trước đã vào và đưa ra những cái ý kiến về về cái sự phát ngôn gọi là lọng ngôn của Nguyễn Hồng Phúc. Đó, vì vậy hai chị em của Tý với lại Nhiên tuy là rất là bận bịu lo cơm áo gạo tiền thôi quý vị, nhưng mà Tý cũng nói chị ơi, chúng ta cũng cần phải dạy dỗ những cái đứa học trò ngu này mới được. Thì Nhiên cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú đã ở dưới cùng Nhiên với em Tý chia sẻ và nhắc nhở, nhắc lại những cái bài học vỡ lòng để mà Nhiên với em Tý chia sẻ dạy dỗ những cái đứa mà láo xược này. Cảm ơn cả nhà nhiều nha, chúc cả nhà một ngày làm việc vui vẻ, chúc em Tý ngủ ngon và hẹn gặp lại quý vị trong những cái livestream kế tiếp trên kênh Chuyện Nước Mỹ của em Tý. Các anh chị có thấy chị em của em Tý và An Nhiên nhiệt tình và dễ thương thì chia sẻ like để mà chúng ta nối kết thêm những cái người bạn mới, những người mới để mà chúng ta xây dựng một khối cộng đồng của chúng ta vững mạnh, những người con yêu nước, những người con có tấm lòng với đất nước mình, để phản biện lại những cái lý luận mà lập luận lọng ngôn của những kẻ mà đập phá đất nước Việt Nam mình, để mà đem đến cho người dân của chúng ta những cái sự thật theo đúng nghĩa sự thật mà chúng ta đáng có,
để mà xây dựng cái đất nước Việt Nam mình, và xây dựng nền kinh tế xã hội trật tự Việt Nam mình thêm vững mạnh và bình yên. An Nhiên cảm ơn cả nhà nhiều. Alo. Alo, chị còn đó không hả chị? Rồi, chị còn đây nè, nãy giờ chị phát biểu như tí không nghe hả? Dạ em có nghe nhưng mà ở bên em hôm nay nó bị bão, cái mạng nó kỳ lắm chị. Dạ cảm ơn Mạng chị gì? An Nhiên rất là nhiều. Cảm Mạng ơn gì chị An bé Nhiên đã dở rất quá. dạ. Cảm ơn chị An Nhiên rất là nhiều đã bỏ công sức ra tới ngày tới giờ này, cũng đã rất là khuya ở bên chỗ tiểu bang của chị cũng như tiểu bang của em. Thì xin cảm ơn quý vị khán giả cũng đã nghe và để chia sẻ, và quý vị nhớ like nha, quý vị nhớ ấn like nha, quý vị ấn like dùng cho tí nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và chúc quý vị một buổi trưa với công việc và mọi chuyện hanh thông, và tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong cái livestream kế tiếp hay là bản tin kế tiếp. Chào tạm biệt, bye bye, bye bye chị An Nhiên, chúc chị An Nhiên ngủ ngon ạ. Rồi, ba em, ba cả nhà.